sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều bãi tắm nền thơ trải dọc trên 57 km đường bờ biển, cùng thời tiết ôn hòa hơn 300 ngày nắng trong năm, Phan Thiết, Bình Thuận từ lâu đã là một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn tại Việt Nam. Cùng với cú hích hạ tầng đến từ các dự án trọng điểm xây dựng cao tốc, sân bay, Phan Thiết đang trở thành tâm điểm đầu tư sáng giá và thu hút bậc nhất trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, với điều chỉnh quy hoạch mở rộng thành phố Phan Thiết đến năm 2040, cơ hội đầu tư sinh lời tại thủ phủ resort của Bình Thuận đang trở nên vô cùng rộng mở với các nhà đầu tư. Nam An Eco Town Phan Thiết, tọa độ vàng kết nối. Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc vùng lõi mở rộng của thành phố Phan Thiết, Nam An Eco Town là sản phẩm bất động sản được mong chờ nhất hiện nay. Nam An Eco Town Phan Thiết với 70 nền đất được quy hoạch bài bản, diện tích đa dạng từ 90 đến 150 mét vuông, phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhiều nhà đầu tư. Nam An Eco Town Phan Thiết hội tụ đủ 3 yếu tố bằng chứng giá trị của bất động sản, từ kết nối trung tâm, kết nối liên vùng cho tới kết nối tương lai đầy tiềm năng. Với vai trò là đô thị vệ tinh của thành phố du lịch biển Phan Thiết, những năm qua, cơ sở vật chất hạ tầng giao thông tại xã Hàm Thắng được đầu tư rất đồng bộ và hiện đại. Từ Nam An Eco Town Phan Thiết, cư dân có thể dễ dàng kết nối với đa dạng tiện ích trong khu vực như trường học các cấp, chợ trung tâm, bưu điện, siêu thị, nhà sách, vân vân. Đặc biệt, cư dân sẽ chỉ mất từ 5 đến 10 phút để di chuyển từ Nam An Eco Town tới trung tâm thành phố Phan Thiết và biển Phan Thiết, một trong những cung biển đẹp nhất hành tinh, nơi hội tụ của gần 100 resort từ 3 đến 5 sao đẳng cấp quốc tế. Không những vậy, liên kết vùng từ vị trí của Nam An Eco Town Phan Thiết vô cùng thuận lợi khi dự án chỉ cách quốc lộ 1A 1 km và cách quốc lộ 28 nối với cao tốc Bắc Nam chỉ 300 m. Đây là hai tuyến đường huyết mạch vô cùng quan trọng, giúp cư dân dễ dàng giao thương đi lại với các trung tâm thành phố lân cận như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hay thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, với việc khởi công xây dựng cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vào tháng 9 năm 2020 và tái khởi động xây dựng sân bay Phan Thiết vào tháng 4 năm 2021, Nam An Eco Town đang sở hữu những kết nối tương lai đầy tiềm năng. Dự án chỉ cách cao tốc Dầu Dây Phan Thiết khoảng 10 phút di chuyển và cách sân bay Phan Thiết 15 phút di chuyển. Đây chính là hai dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bình Thuận nhằm tạo cú hích cho sự phát triển kinh tế và du lịch nơi đây. Khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa Nam An Eco Town Phan Thiết đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được rút ngắn từ 4 tiếng xuống chỉ còn 2 tiếng. Bình Thuận thành điểm đến du lịch lý tưởng mới của 35 triệu dân các tỉnh phía Nam. Trong khi đó, sân bay Phan Thiết sẽ là cánh cửa giúp thủ phủ resort của Bình Thuận đến gần hơn với du khách miền Bắc và du khách quốc tế. Cũng bởi vậy, sở hữu Nam An Eco Town Phan Thiết, nhà đầu tư không chỉ mang về cho mình một bất động sản có tọa độ kết nối hoàn hảo trên mạng lưới giao thông của tỉnh Bình Thuận, mà còn cầm chắc trong tay tiềm năng sinh lời cực lớn từ bất động sản này. Nam An Eco Town Phan Thiết thuộc quy hoạch 1/500 đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cấp phép, pháp lý cực kỳ minh bạch, an toàn. 100% các nền đất đã có sổ đỏ riêng, sở hữu lâu dài, tự do xây dựng. Khu dân cư Nam An Eco Town Phan Thiết có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đã hoàn thiện. Đường nội khu rộng 9-12m, hạ tầng điện nước chuẩn đô thị cùng toàn bộ hệ thống cây xanh, vỉa hè đã hiện hữu, sẵn sàng bàn giao và đi vào sử dụng. Đặc biệt, Nam An Eco Town có giá đầu tư ban đầu vô cùng hấp dẫn, từ 11-13 triệu trên một mét vuông. Chỉ với 990 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu cho mình nền đất, vị trí siêu đẹp với tiềm năng lợi nhuận cực cao lên tới 80% trên một năm. Nam An Eco Town Phan Thiết, tọa độ vàng kết nối.